và 5 đôi trái, 6, 7, 8 và câu số 3 di chuyển chân trái về phía trước. Đi. 3, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và câu số 4 chân trái di chuyển sang phải. Đi. 4, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và chúng ta thực hiện xong hướng thứ nhất của bài tập. Tiếp tục hướng thứ hai, bắt đầu từ chân trái. Đi. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 8 và 3, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 4, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và chúng ta thực hiện xong hai hướng của bài tập. Tiếp tục hướng thứ 3.